liên quan đến vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết ở Bình Dương, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an đã có những trao đổi với tuổi trẻ online về nguyên nhân khiến nhiều người chết trong vụ việc. Theo Đại tá Nguyễn Minh Khương, có thể thấy khi mới phát sinh cháy, lực lượng tại cơ sở đã không xử lý hiệu quả nên đe à đến đám cháy lan nhanh một số nhân viên của quán đã gõ cửa cảnh báo các phòng có người đang hát nhưng do chủ quan, không tỉnh táo dẫn đến không nhanh chóng thoát ngay, dẫn đến khi đám cháy bùng phát mạnh bịt kín các lối thoát thì không thể thoát ra ngoài được nữa phần lớn người bị nạn không thể thoát ra ngoài nên đã trú ẩn trong phòng hát và trong nhà vệ sinh thông thường những người còn lưu lại trong khu vực đám cháy khi bị tác động của khói và khí độc thì chỉ sau một khoảng thời gian rất ngắn trong một vài phút là khả năng sống sót sẽ không còn một yếu tố nữa cũng cần đề cập đến là do âm thanh lớn ánh sáng thiếu dẫn đến người hát karaoke không nhận ra được chuông cảnh báo và không nghe rõ lời cảnh báo của nhân viên nên đã không chủ động thoát nạn công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng cảnh sát trong giai đoạn đầu đã hiệu quả cứu được nhiều người trên sân thượng và các công trình lân cận giai đoạn sau khó khăn kéo dài do các yếu tố nguy hiểm từ đám cháy tác động khả năng tiếp cận nên việc tìm kiếm và đưa người bị nạn ra ngoài mất một thời gian dài